Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ gặp lại nhau cùng với chiếc Mazda CX-8 thế hệ mới, thế hệ 2022 vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam. Và khi mà nhắc đến thương hiệu Mazda thì mình rất là ấn tượng với những cái nâng cấp mới của họ trong những năm gần đây. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã đang chuyển mình hơi hướng những cái sản phẩm của mình trở nên sang trọng hơn. Đặc biệt các bạn có thể đã từng biết đến những cái bộ ghế da Napa, hay các bạn có thể cũng đã biết đến những cái hệ thống đèn chiếu sáng thông minh thích ứng hay hệ thống an toàn chủ động, đều là những cái trang bị mà Mazda tiên phong trang bị cho chiếc xe của họ. Và trong chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cho các bạn nhìn thấy được rằng Mazda họ đang thay đổi rất là mạnh mẽ để đem đến cái sự sang trọng cho những cái chiếc xe của họ. Và bên cạnh mình đây là Mazda CX-8 với cái phiên bản 6 chỗ ngồi. Và các bạn có thể thấy rằng cái phiên bản này nó có gì đặc biệt với cái hàng ghế thứ hai thì mình sẽ chia sẻ trong cái clip này. Xin mời các bạn. Và như thường lệ thì mình sẽ điểm nhanh qua phần thiết kế của Mazda CX-8 mới. Các bạn có thể nhìn thấy cái ngôn ngữ thiết kế Kodo Design gần như là không có nhiều sự thay đổi. Vốn dĩ cái thiết kế này trong cái con mắt của mình nó đã có cái sự lịch lãm, có cái sự hiện đại rồi. Các bạn có thể nhìn thấy một chút thay đổi về cái phần mặt ca lăng, giờ đây đã trở nên nổi khối hơn. Cái chi tiết nổi bật nhất đó chính là cái phần viền mạ chrome to bản ở đây, như cái phần hình cánh cung. Thì đây là một trong những cái ngôn ngữ thiết kế mới những năm sau này của Mazda và được phổ biến trên rất là nhiều loại sản phẩm, bao gồm cả Mazda CX-8. Ở ngay chính giữa thì sẽ là cái phần logo Mazda rất là to bản và nó được làm bằng nhựa. Lý do là vì ở phía bên trong nó sẽ là cái hệ thống radar để chúng ta có thể giữ khoảng cách với xe phía trước, cũng như là đo tốc độ, cũng như là có thể là hoạt động cái tính năng phanh khẩn cấp nữa. Và Mazda CX-8 cũng được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng thích ứng thông minh. Và tất nhiên ở bên trong nó là một cụm hệ thống bao gồm 24 đèn LED, và nó có thể bật tắt khác biệt nhau thông qua cái hệ thống điều khiển điện tử, để làm sao chúng ta có một cái ánh sáng nhìn đi xa nhất nhưng lại không làm chói mắt cho cái phương tiện ở phía trước. Đây là một trong những cái công nghệ mà có thể đang chưa phổ biến lắm đối với những cái chiếc xe trong cùng phân khúc. Tuy nhiên Mazda họ đã gần như là tiên phong mang cái công nghệ này lên những cái sản phẩm của họ, bao gồm cả những sản phẩm thấp hơn của CX-8 nữa. Và có một thông tin khác mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái hệ thống kính của chiếc xe. Nếu như ở trên những chiếc xe hơi hạng sang á, thì có thể các bạn cũng biết rằng cái hệ thống kính của nó có thể cản được tia UV hay là tia IR, những cái loại tia nó gây hại cho da của chúng ta, có thể làm đen da, nám da, sạm da, hay có thể nặng nề hơn là ung thư da. Thì Mazda CX-8 cũng được trang bị những cái hệ thống kính cao cấp tương tự như vậy. Nó có thể ngăn cản được hai cái loại tia này 100%. Và nếu như chúng ta chỉ cần chống nóng thôi thì chúng ta sẽ cần dán thêm một loại phim cách nhiệt chống nóng nữa thôi. Còn những cái loại tia gây hại thì nó đã được loại bỏ hoàn toàn. Và cũng xin nhắc các bạn lại một thông tin, đó chính là Mazda CX-8 là một trong những chiếc xe vô cùng hiếm hoi trong phân khúc được trang bị kính cách âm hai lớp ở phần kính trước đây. Đây là những trang bị mà các bạn sẽ không thể tìm thấy ở trên một cái chiếc xe khác cùng phân khúc. Một điểm mới khác trên Mazda CX-8 đó chính là hệ thống bánh mâm hợp kim. Vẫn giữ kích thước 19 inch tương tự như thế hệ trước, tuy nhiên cái phần nan nó đã có phần thay đổi. Phần sơn hoàn thiện ở bên ngoài đây là một cái màu xám kim loại. Và đối với cá nhân mình thì đây có thể được xem là một cái màu rất là đặc trưng của Mazda. Và nó rất là đẹp, không riêng ở trên Mazda CX-8 mà ở trên những cái sản phẩm Mazda khác. Ở phần phía sau đuôi xe thì vẫn là những cái đường nét thiết kế khá là quen thuộc rồi. Có thể nói đây là một cái nét thiết kế mà với cá nhân mình thấy rằng nó vẫn thể hiện được là một cái chiếc xe SUV đậm chất, khi mà những cái đường cong thể hiện được cái sự mạnh mẽ. Và tất nhiên nhìn nó vẫn gọn gàng và thanh thoát. Ngoài ra ở sâu bên trong, những cái chi tiết mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt đó chính là hệ thống cảm biến và radar để hoạt động những cái tính năng ví dụ như là cảnh báo lệch làn đường này, hoặc là cảnh báo điểm mù khi mà có phương tiện ở phía sau. Và đồng thời bao gồm cả những cái tính năng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi nữa. Thì đó là những cái trang bị nó nằm sâu bên trong, chúng ta không thể nhìn thấy được. Ngoài ra thì những chi tiết mà chúng ta có thể nhìn thấy được thì vẫn sẽ là camera lùi, có 4 cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Và không để các bạn đợi lâu hơn nữa, bây giờ mình sẽ mời các bạn xem thử cái hàng ghế thứ hai với sự đặc biệt, đó chính là bộ ghế Captain hay là Captain Seat. Thì ở đây chỉ có hai vị trí người ngồi thôi, bởi vì làm sao họ đã thiết kế ra bộ ghế đôi để dành riêng cho những khách hàng tìm kiếm những cái bộ ghế ngồi thoải mái nhất, dễ chịu nhất. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà bước vào đây mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là việc nó không có cái mùi da khó chịu giống như hầu hết những chiếc xe khác, mà nó một cảm giác rất là dễ chịu, và thậm chí có thể nói nó là thơm mùi da.
Đó, rất là tuyệt vời. Và một cái sự khác biệt nữa với cái bộ ghế ở trên chiếc xe CX-8 này đó chính là bộ ghế đã được may với rất là nhiều những cái mảng kết nối với nhau. Khi mà chúng ta ngồi xuống như thế này, nó sẽ va chạm với cơ thể của chúng ta, và khi mà chiếc xe vận hành á, giống như là chiếc ghế nó đang massage cho chúng ta vậy đó. Đây là một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Và hơn hết đó chính là cái cảm giác khi mà bạn sờ tay vào, nó mịn, rất là mượt, cực kỳ đã. Và ở trong cái phân khúc giá tiền như CX-8 thì chắc chắn bạn không thể tìm kiếm ra được một cái mẫu xe thứ hai có một cái bộ ghế xịn tương tự như thế này được. Đó là sự thật. Và phải nói thêm rằng cái bộ ghế này kết hợp với da nắp ba nó là một cái sự gì đó rất là hoàn hảo luôn. Và những cái ghế to, dày, êm như thế này chỉ có thể ở trên những chiếc xe sang mới có mà thôi. Và tất nhiên rồi, cái ghế này chúng ta có thể điều chỉnh trượt tới lui này. Và chỉnh độ ngả lưng ghế nữa. Độ gà lưng ghế là 105 độ. Nó sẽ như thế này. Rất là dễ chịu. Tại sao mà mình nhắc đến cái chuyện thoải mái và dễ chịu khi mà chúng ta di chuyển trên xe hơi? Khi mà một ngày làm việc của bạn đã rất là mệt mỏi rồi, và cuối ngày bạn phải ngồi xe, mình xin nói là bạn phải ngồi lên cái chiếc xe để di chuyển, thì chúng ta cần sự êm ái, cần sự thư giãn và yên tĩnh. Và cái ghế ngồi của chiếc xe là một cái điều rất là quan trọng để đem lại cái cảm giác thư giãn cho bạn. Và khi mà nói về hàng ghế thứ ba của Mazda CX-8 thì cái đầu tiên mình phải nhắc với các bạn rằng Mazda CX-8 có thể nói là một trong những cái chiếc xe có chiều dài trục cơ sở tốt nhất phân khúc, khi mà nó đạt mức 2m930 và chiều dài tổng thể thân xe là 4m9. Chính vì vậy nên là cái hàng ghế thứ ba của chiếc xe này nó sẽ đạt được cái mức rộng rãi nhất phân khúc, rộng rãi ở trong cái khoảng mà chúng ta để chân. Thực tế thì đây là cái bệ tỉ tay của hàng ghế thứ hai này, tức là cái bệ cố định không có đẩy tới đẩy lui được, và cái chân của mình vẫn có thể để một cách khá là thoải mái. Và đây cũng là một cái hàng ghế dành cho hai người ngồi thôi. Nếu như khi mà chúng ta đã ngả lưng ngồi hẳn vào cái vị trí để ngồi thực tế rồi ấy, thì sẽ thấy cái không gian trước mặt nó cũng đã rộng hơn, thoáng hơn. Và đồng thời cái khoảng sáng ở hai bên đây, đây các bạn có thể nhìn thấy, khi mà cái tay mình đưa hết ra như thế này thì bắt đầu nó mới đụng vào cái thành bên hông. Và thậm chí là chúng ta sẽ có một cái bệ tỉ tay ở đây kèm theo cái tiện ích, đó chính là sạc USB và khay để ly nước nữa. Nói thêm nữa thì cái ghế thứ ba của Mazda CX-8 từ thế hệ trước rồi, nó đã nằm ở cái mức tốt khi mà nó có cái phần đệm khá là dày, có thể nói là rất là dày chứ không phải là khá là dày nữa. Điều này nó sẽ giúp cho những cái chuyến đi chơi xa của cái người hàng ghế thứ ba này tăng thêm cái sự thoải mái và cái mức độ êm ái. Khi mà ổn định vị trí ngồi rồi thì mình có thể cảm nhận được cái phần khoảng sáng ở trên đầu xe. Mình cao 1m68 và gần như cái vị trí này nó rất là vừa vặn với mình. Nếu như là một người cao hơn khoảng 1m7 mấy thì mình nghĩ rằng cái khoảng sáng đầu nó chưa thực sự lý tưởng lắm, và khi đó người ngồi sẽ phải hơi ngả ra một chút xíu nữa. Mặc dù là không có quá nhiều thay đổi đâu, nhưng mình vẫn điểm nhanh qua cái khoang người lái ở phía trước của Mazda CX-8. Thì cái điều đầu tiên đó chính là nó vẫn ngập tràn rất là nhiều da. Chúng ta sẽ có da ở phần tắp bi cửa ở đây, cũng như là bọc tay nắm mở cửa đó. Và ngay ở phía trước đây thì cũng sử dụng những cái chất liệu mềm tương tự như là da, với cái đường chỉ may rất là đẹp. Ở bên dưới sẽ là kết hợp với phần ốp gỗ. Và nếu như các bạn có thể thấy rằng những cái nét thiết kế và cái cách sử dụng vật liệu đó chính là da và gỗ ở trên những chiếc xe Mazda cao cấp, nó cũng sẽ gần tương tự giống như là những chiếc xe sang của Đức vậy. Và mình tin chắc rằng với những cái cách thiết kế giữa gỗ, giữa da và những cái đường chrome sáng bóng này, nó sẽ cho chiếc xe cái cảm giác sang trọng hơn lên rất là nhiều. Ở bên dưới đây chúng ta sẽ có sạc không dây và một cái phần ốp màu đen bóng, màu đen piano, cụm điều khiển Mazda Connect rất là quen thuộc, và nút chuyển đổi chế độ lái. Mazda CX-8 có chế độ lái Sport. Một điểm mới nữa thì đó chính là cái khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto thông qua màn hình 8 inch. Giờ đây đã là kết nối không dây nha các bạn. Đó, đây là một cái tiện ích rất là tốt. Và không có gì hơn bằng cách đó là chúng ta sẽ có thể trải nghiệm thực tế. Thì mình được ưu tiên mình trải nghiệm đầu tiên. Thì hôm nay mình đang trên hành trình, mình đi từ Chu Lai, mình đi Đà Nẵng.
bằng chiếc CX-8 phiên bản 6 chỗ này. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà mình ngồi vào thì chắc chắn mình sẽ phải nhắc lại, đó chính là cái bộ ghế da nắp ba của chiếc xe. Nó không chỉ mang lại cho mình cái cảm giác cái chiếc xe nó sang trọng, vừa là về màu sắc, vừa về là cái độ hoàn thiện của bề mặt da. Ngay như khi mà chúng ta sờ tay vào, nó cũng rất là mềm mượt, mịn, mát nữa. Và hơn hết, đó chính là cái cảm giác khi mà mình được ngồi lên cái chiếc ghế này. Nói thêm một chút xíu thì ghế Captain Seat nó là cái dạng ghế độc lập giống như thế này. Và chúng ta thiên về cái cảm giác chúng ta thư giãn nhiều hơn. Tất nhiên là tạ người mình thì nó không có quá lớn, nhưng cái phần không gian nó rất là rộng rãi. Thứ nhất đó chính là cái không gian mà chúng ta, nơi chúng ta để chân, rất là rộng rồi. Một người bự hơn mấy lần mình nữa thì ngồi vào cái không gian này nó cũng sẽ rất là ok. Và đặc biệt nhất đó chính là chúng ta sẽ có một cái phần để tay bên trái cũng như là một cái bệ tì tay bên phải. Cái bệ tì tay này được làm cao so với là những cái bệ tì tay thông thường khác, và nó đúng với cái tầm mà chúng ta ngồi thư giãn á. Mình có thể ngồi thư giãn như thế này, hoặc thậm chí là mình có thể ngả lưng mình nghỉ ngơi một chút xíu. Thêm nữa, về cái không gian bề ngang của chiếc xe á, nó đạt kích thước lên đến 1m840. Chính vì vậy cái không gian này bây giờ chỉ có hai chiếc ghế thôi, thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái khoảng trống, và chúng ta có một cái phần bệ tì tay cao và to. Và cái tiện nghi, chúng ta sẽ có hai khay để ly nước, cũng như là bên dưới đây chúng ta cũng sẽ có một cái hộc để đồ rất là sâu đó, và cũng rất là dễ dàng để chúng ta thao tác lấy một cái chai nước hay là lấy một cái gì đó ở đây lên chẳng hạn, ví dụ vậy. Ở phía bên tay trái mình thì mình sẽ có thêm những cái tiện ích khác, ví dụ như là rèm che nắng. Và tương tự như ở cái phía trước thì phía sau này vẫn là sự kết hợp của da nắp ba và những cái phần ốp gỗ tự nhiên. Thì mình chia sẻ lại với cái câu chuyện lúc ban đầu, đó chính là thương hiệu Mazda họ đang phấn đấu và đang chờ mình để chuyển thành một cái thương hiệu xe sang của Nhật Bản. Bằng chứng đó là những cái trang thiết bị họ trang bị lên những cái chiếc xe, từ những chiếc Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 hay là bây giờ là CX-8 cũng vậy, rất là cao cấp, rất là xịn. Bỏ qua cái chuyện cạnh tranh ở thị trường khi mà không có một thương hiệu nào khác ở trong phân khúc được trang bị tương tự như vậy, mà mình chỉ nói riêng đến cái phần trải nghiệm của cái chiếc xe Mazda này thôi, thì nó cũng cho mình một cái cảm giác rất là thư giãn. Và thật sự là cái đồng tiền nếu như mà chúng ta bỏ ra để mua lại những cái trải nghiệm này với một chiếc xe Nhật Bản trong phân khúc tiền hơn 1 tỷ đồng thì rất là tuyệt vời. Và trong cái quá trình mà trải nghiệm thực tế của mình ở đây á, thì mình sẽ phải nói thêm một cái vấn đề nữa, đó chính là cái máy lạnh của chiếc xe thật sự là rất đáng khen ngợi. Mình ở vào một hôm trải nghiệm ở miền Trung, bây giờ thì trời nó cũng lấn phấn mưa rồi, nhưng mà khi bạn lúc trưa này nó rất là nóng, thì cái chiếc xe này nó được trang bị máy lạnh 3 vùng độc lập, và đặc biệt là cái vùng ở hàng ghế thứ hai đây nó chạy cực kỳ mạnh, mát lạnh luôn, và làm lạnh nhanh này, mà gió ra cũng mạnh, hơi lạnh cũng mạnh nữa. Đây mình sẽ điều chỉnh thử. Hiện tại là mình để gió mức 3, không nghe thấy một tiếng gì luôn. Nó êm, kể cả là chiếc xe đang không di chuyển, mình vẫn có thể cảm nhận được cái độ êm của máy lạnh. Trừ khi nào mà mình mở maximum nó lên cỡ 4 thì bắt đầu nghe. À, cỡ 6. Đó, mình tin chắc là trong micro các bạn cũng có thể nghe thấy được tiếng gió máy lạnh khi mà mình mở hết cỡ là mức 6. Còn cái mức 4 là thổi cực kỳ mạnh rồi nhưng mà nó đã êm lắm. Và ngoài ra thì một cái tính năng nữa cũng được trang bị cho cái ghế Captain Seat này, đó chính là hệ thống làm ấm ghế. Giá như cái buổi trải nghiệm này là một cái ngày mùa đông ở Hà Nội rất là lạnh lẽo, thì mình lên một cái ghế và mình điều chỉnh nó làm ấm thì mình nghĩ rằng cảm giác nó sẽ tuyệt vời nhiều hơn nữa. Thêm một cái nâng cấp mới ở trên Mazda CX-8 2022 mà tuy nhỏ thôi nhưng mà mình lại đánh giá rất là cao, đó chính là cái khả năng kết nối điện thoại Apple CarPlay và Android Auto. Nhưng nó lại là một kết nối không dây. Kết nối không dây thì thứ nhất là nó sẽ thuận tiện trong quá trình chúng ta sử dụng. Và nếu như đối với cái phiên bản 6 chỗ này thì sao? Tức là mình có thể ngồi ở phía sau này, mình có thể cầm điện thoại, không cần cắm dây gì hết. Mình vẫn có thể điều khiển được cái hệ thống nhạc ở phía trước. Và nếu như mình có tài xế riêng, mình muốn đi đâu, địa điểm nào, thì mình cũng có thể định hướng nó ngay ở trên điện thoại của mình. Và cái bản đồ nó sẽ dẫn ngay ở trên màn hình lái ở phía trước, chúng ta sẽ thao tác nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái tính năng này á, khi mà chúng ta sử dụng trong gia đình á, chúng ta có thể đưa điện thoại cho vợ, đưa điện thoại cho anh chị em hay là đưa điện thoại cho con để có thể tùy chỉnh mở nhạc ở trên chiếc xe, rất là thuận tiện. Khi mà nãy giờ thì mình cũng ngồi xe ở trên cái cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Theo như mình được biết thì đây là một trong những cái cao tốc không được đẹp về cái điều kiện mặt đường,
cũng như là cái sự bằng phẳng. Mazda CX-8 trong lúc này nó sẽ tiếp tục thể hiện một cái điểm mạnh nữa, đó chính là cái chiều dài trục cơ sở. Chiều dài trục cơ sở lên đến hơn 2m9. Tạm khoan nói về cái không gian chiều dài nó được thoải mái đi, mà mình nói đến cái sự êm ái và cái sự dập tắt dao động của chiếc xe, phải nói là ở mức rất là tốt. Nếu như mà mình chỉ là người cầm lái thì cái trải nghiệm về cái sự êm ái đôi khi nó sẽ không chính xác nữa. Nhưng khi mà chúng ta ngồi ở cái hàng ghế này, ngồi ở hàng ghế thứ hai này, thì cái cảm giác để trải nghiệm cái sự êm ái nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Và với một cái chiếc xe chiều dài trục cơ sở tốt như CX-8 thì đây mình nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái điểm mạnh của CX-8 mà rất ít một chiếc xe nào khác ở trên thị trường có thể đạt được. Và đặc biệt hơn hết là với cái phiên bản 6 chỗ này, nó thiên cho cái người ngồi đằng sau tìm đến những cái giấc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, thì mình nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa về cái điểm mạnh chiều dài trục cơ sở này. Bây giờ thì tạm quên đi cái hàng ghế thứ hai với ghế VIP, ghế Captain Suite, mà mình sẽ quay trở lại về cái giá trị cốt lõi nhất của Mazda CX-8, đó chính là một cái chiếc xe gia đình rộng rãi, rất là nhiều tiện nghi và cũng như là cái mức độ sang trọng của nó. Bên cạnh những cái giá trị về trải nghiệm, về những cái tiện nghi của nó, thì chúng ta cũng vẫn cần phải nhắc lại về cái trải nghiệm cầm lái của chiếc xe. Mình có thể tự tin để mà nói ngay với các bạn rằng Mazda CX-8 có một cái giá trị rất là lớn về vận hành, đó chính là cái khối động cơ hút khí tự nhiên 2.5 lít với công nghệ Skyactiv G thế hệ mới. Nó đã thay đổi cái tỷ số nén, khiến cho cái động cơ có cái mức moment xoắn đạt ở cái vòng tua rất là sớm. Và để nói thêm về sức mạnh của Mazda CX-8 thì với cái khối động cơ này, với cái thân xác này, mình có thể tự tin nói rằng chiếc xe vận hành cực kỳ mượt mà. Những cái cú tăng tốc hay là những cái cú vượt xe với CX-8 nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà cái phản hồi của hộp số cũng như là động cơ cực kỳ nhạy bén. Ví dụ đó, các bạn có thể nghe được cái tiếng âm thanh của động cơ hút khí tự nhiên. Và nếu như mà các bạn vẫn chưa thỏa mãn với cái sức mạnh đấy thì chúng ta có thể trải nghiệm cái chế độ Sport. CX-8 hỗ trợ cả chế độ Sport. Cái vòng tua máy nó sẽ giữ lưng chừng ở mức 2000 để cho chúng ta có một cái độ nhẹ chân ga. Khi mà vận hành Mazda CX-8 2022 thì mình sẽ còn cảm nhận được một cái thứ khác nữa, đó chính là cái hệ thống dàn treo của xe bây giờ đã sửa đổi. Theo như thông tin thì là sửa đổi nhỏ thôi, nhưng mà cái mà mình cảm nhận được thực tế ở đây thì nó khá là lớn. Khá là lớn đó là vì mình có thể cảm nhận rõ ràng hơn về cái điều kiện mặt đường, cũng như là khi mà chúng ta đi qua những con đường mấp mô thì có thể cảm nhận nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt nữa đó chính là cái sự vững chắc của thân xe. Mình cảm giác được nó đã thay đổi, nó đã chắc hơn. Và có thể hình dung được nó đúng là một cái chiếc xe SUV cỡ lớn hơn nữa. Cái sự đầm chắc của một chiếc SUV lớn hơn nữa đó. Và mình tin rằng đây cũng sẽ là một cái giá trị mà anh em quan tâm đến trải nghiệm lái xe cũng sẽ quan tâm về cái vấn đề này. Và phải nói về những cái công nghệ hỗ trợ lái rất là đặc trưng của Mazda, đó chính là Z-Vectoring Control. Đây là một cái công nghệ nó sẽ giúp cho chiếc xe vào cua mượt mà nhưng mà nó vẫn an toàn. Và đặc biệt đó là cái trải nghiệm của cái người ngồi trên xe hay là những cái thành viên ngồi trên xe, nó sẽ cảm nhận nó mượt mà hơn. Đồng thời với cái phiên bản cao cấp của Mazda CX-8 này, chúng ta sẽ còn có bạt ngàn những cái trang bị công nghệ hỗ trợ khác. Đặc biệt ấn tượng nhất với mình ngay khi mà bước lên xe đó chính là cái màn hình hiển thị HUD ngay ở phía trước đây. Nó sẽ cho các bạn một cái tầm nhìn nó rất là tự nhiên khi mà cái đồng hồ hiển thị tốc độ giống như nó nằm ở trên mặt đường. Và đặc biệt là hôm nay khi mà mình trải nghiệm nó ngay cả ở giữa trời chưa nắng á, thì con số nó vẫn rất là sắc nét, vẫn rất là sáng. Và với những cái cảnh báo, ví dụ như là cảnh báo điểm mù ở bên trái hoặc là bên phải, thì nó cũng sẽ được hiển thị ngay ở trên HUD ở phía trước đây. Và thêm nữa thì những cái công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, đó chính là cái hệ thống an toàn chủ động. Chúng ta sẽ có Adaptive Cruise Control, có radar để chúng ta có thể giữ khoảng cách với xe phía trước, cũng như hoạt động cái tính năng phanh khẩn cấp khi mà có chướng ngại vật. Trong một cái giây phút nào đó chúng ta lơ là có thể sẽ va chạm với phương tiện hay là vật cản ở phía trước thì chiếc xe sẽ can thiệp vào phanh. Đồng thời thì những cái tính năng hỗ trợ khác, hỗ trợ giữ làn đường này, cảnh báo lệch làn đường này, đầy đủ, rất là đầy đủ. Có thể nói rằng Mazda CX-8 là một trong những cái chiếc xe toàn vẹn nhất. Mình có thể tự tin nói rằng nó toàn vẹn về mọi thứ. Về sự mạnh mẽ khi vận hành, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được cái niềm vui khi mà lái xe.
khi mà lái chiếc CX-8 này, cũng như là bạn có thể tìm kiếm được cái sự tiện nghi có thể nói là nằm ở cái mức tối đa, khi mà không những về những cái tiện nghi liên quan đến trải nghiệm mà tiện nghi về an toàn, về những cái hệ thống hỗ trợ mình an toàn. Và thậm chí là nếu như bạn tìm kiếm sự cao cấp thì đây, cái phiên bản Mazda CX-8 6 chỗ sẽ là cái phiên bản mà bạn tìm kiếm với hàng ghế Captain Seat. Mình nghĩ rằng không phải đơn giản là khó tìm kiếm ở một cái thương hiệu xe khác, mà là vì Mazda họ đã đầu tư và làm nó thật sự rất là cao cấp. Không những là về những cái bộ ghế da Napa, mà nó là một cái không gian rất là phù hợp để chúng ta có thể trải nghiệm cái ghế này. Và nếu như bạn đang đi tìm kiếm một chiếc xe SUV đến từ Nhật Bản trong cái phân khúc giá hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng nó lại phải sang trọng, nhưng nó lại phải tiện nghi, nhưng nó lại phải rộng rãi, thì có lẽ Mazda CX-8 sẽ là lựa chọn tối ưu nhất dành cho bạn. Và đó cũng là những cái trải nghiệm nhanh của mình về chiếc Mazda CX-8 muốn chia sẻ với các bạn trong cái clip này. Và mình hy vọng rằng trải nghiệm thực tế của các bạn đối với phiên bản 6 chỗ ngồi của CX-8 thế hệ mới sẽ khiến các bạn hài lòng hơn, vui vẻ hơn. Và hơn hết đó là cảm nhận được cái sự thay đổi của Mazda thế hệ mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.